Rồi, xin chào tất cả bà con. Rồi chào lại cái miếng lúa vườn Thái Sơn của Thái Sơn nhà núi nè bà con. Thì sau khi nó bị sốc dinh dưỡng, nó cháy lá thì do mình bón phân đạm nó dư được lạm, bà con là xịt thuốc vô, có thuốc mò nữa, với phila nó nóng á bà con, nó thấm thuốc cho nó cháy lá đó bà con. Đó, là như cái mấy cái lá này nè, cái chỗ nào thuốc nó dính vô là nó cháy nè, nó chỉ cháy cái chót thôi nhưng mà dưới còn xanh bình thường, nên nó cũng vẫn vô hạt, nó vẫn vô cổ bình thường mà con. Mấy cái lá nào mà nó bị gì nè, nó bị vàng lá chín xám, nó bị cháy bên vàng vàng này nè, hoặc là nguyên lá là nó bị đứng cổ. Còn như mấy cái này là xịt vô nó bị cháy lá nè, nó thấm thuốc trên đọt nè, trên cái chót chót lá nè, thuốc mò và thêm phyla đó bà con, nóng quá rồi nó cháy, tại vì lúa đang xanh xịt ban đó vô nóng nữa, nó bị sốc sốc thuốc rồi sốc hữu cơ luôn đó. Thì vàng lúa này thì chút nó đi qua cái cạnh bên đó đó bà con, cái miếng cặp mình là miếng đại thơm tám, thì so sánh cho bà con xem. Thì cái vụ này thì đại thơm tám là có lẽ là không lợi hơn em 18 luôn em bà con. Cô em 18 mà con thấy cái bông nó thưa mà hạt chắc rồi, còn đại thơm tám lúc chỗ lên nó thấy bông quật liệt luôn, nhưng mà khi nó không chấm me xuống đó, thì thấy nó không bằng cô em 18. Cô em 18 hôm rồi thấy là cắt là đạt năng suất trên tấn không bà con, còn đại thơm thì thấy cắt là yếu, người nào làm chúng hiện tấn tấn mốt có khi có người 800 900 công cắt cũng có luôn bà con. Thì đá bữa hổm nó cháy, bữa nay nó cháy hết đọt rồi, còn dưới thì nó bắt phân nó xanh lên lợn rồi con. Còn cái miếng của ông này khỏi nói đi, ông xịt thuốc gì nè, 90 ngày nghe qua, bữa nay 90 ngày cháy đó, ở dưới đây cũng xịt thuốc là bắt đầu cháy vàng lá hết nè, nó bắt đầu vàng hết trên đây cũng vàng, là bắt đầu chuyển sang vàng lá 90 ngày, vàng lá là gai là vàng của trời mình đó, để cho bầu lên. Thì bà con giờ cái vàng lúa nè, thì xạ một công cắt có 20 kg rồi bà con, một công có 15 đến 20 kg đó. Đó bà con giờ nó bông thưa chân nè, bà con giờ chân thưa đâu có như là nó thưa đó, nhưng mà nó được cái là bông chắc lọi đó. Thì lên đầu trên quay cho bà con xem cái đi quanh để so sánh miếng OM 18 của mình và miếng đề 28. Thì đây cũng là miếng đề 28 nè bà con, cặp bên đây miếng đề 28 rồi bên đó miếng đề 28 đó bà con, là cho bà con dòm cái dàn bông, con dòm dàn bông đề 28 nè đó, con dòm dàn bông OM 18 thấy không. Đề 28 làm năm nay là chỗ này làm lơ mơ là không lỡ OM 18 luôn bà con. Có ai làm em 18 với đại 28 mà con hỏi đi, đa số là 8 người là ý 10 người hết 8 người thua đại thơm thua đại em 18. Nhận lúa của mình nè, chỗ nào xịt trồng lối là nó cháy lá chân luôn, nó cháy cái đọt, chỗ nào cái đọt có thấm thuốc là cháy nè, nó cái đọt nó thấm thuốc nhiều là cháy nhiều nè, cái chỗ nào dư thuốc đi lạo hoặc cái chỗ này là có hẩm dư thuốc là pha hai sai gì 25 lít, pha có 20 lít à, đi trồng lối vậy cháy chân. Nhưng mà hôm sau nó cháy, nó chỉ cháy cái chỗ nào thấm thuốc thôi con, thuốc đậm quá nó dính lá nó cháy nè. Nhưng mà dưới đây nó còn xanh thì nó vẫn vô hạt bình thường, nhưng mà nó cái khả năng vô hạt nó hơi chậm tí. Hơi chậm cổ một tí, rồi bữa nay vô tới đâu rồi. Cũng vô tới đây hết nè bà con. Đó, sửa vô tới đây nè. Sửa vô bông tới cổ nè, cái cổ dưới thì có dưới muốn vô hoàn tất luôn rồi nè. Nè, hộp này chín luôn, 90 ngày mà vô đường vậy, những cái lá cháy vô đường vậy cũng ok, năng suất giảm thì cũng giảm 50% thôi. Đây nó cháy lá nè, mà hộp nó vẫn vô, mà nó lép vô đó, thì không sao, thì cũng không có đánh đổi đó. Cái trên nó trên mà con dòm xuống thì cháy lá cho này nữa, mà nó cháy cái đọt, cháy chỗ nào thấm thuốc nhiều nó bị cháy. À, cho bà con đó. Nó cháy theo cái bìa lá thấm thuốc này. Thì xung quanh mình toàn là đại 28 mà con, đây cũng đại 28 nè, con dởm dằn bông nè, hôm nay xạ dày giống không có đi phân, nó lùng 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 bông nè, rồi em 18 nè. Đây là cái miếng lúa đại 28 mà được ẩm có chụp hình cho bà con xem nó có chỗ bông không đó. Thì bữa nay công với mẹ xuống thì thấy bông cũng tạm, nhưng mà cái thằng này là đại thơm là làm
không khéo là nó bị thứ nhất là sâu đục thân nè bà con đó. Sâu đục thân rồi vàng lá chín sớm cũng nhiều lắm bà con đó, bà con vàng lá chín sớm nè, con dòm vàng lá chín sớm nè, vàng lá chín sớm nè. Còn thằng của em thì nó ít có cái hiện tượng vàng lá chín sớm, nhưng mà nó mau cháy lá, nó mau chín, nó mau cháy lá rồi. Rồi chia sẻ cho bà con, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh.